Xin chào 500 anh em đang chờ xem phần 2 khám phá về team Thanh Nhã Vlog nha. Như đã hứa từ ngày hôm qua thì hôm nay sẽ là những bí mật về cuộc đời của các thành viên trong nhóm. Bạn đã sẵn sàng cùng chị Kính khám phá chưa nào? Nhấn like video và bắt đầu ngay nhé. Câu 1, trong số 6 anh em, ai là người lớn tuổi nhất team? Người lớn tuổi nhất team là anh Toàn. Toàn và Danh đều sinh năm 2002, nhưng Toàn sinh tháng 2, còn Danh thì sinh tháng 8 nè. Câu 2, như video hôm qua chị đã nói thì tất cả các thành viên trong team đều nghỉ học sớm, nhưng ai là người nghỉ học sớm nhất team? Sang hay là Phúc nhỉ? Toàn và Phước Diệu đều nghỉ học từ năm lớp 7, Danh nghỉ học từ lớp 8, Nhã nghỉ học từ lớp 9 và Phúc là người nghỉ học sớm nhất từ lớp 4 cơ. Đây cũng là điều hối hận nhất của các thành viên trong team Thanh Nhã Vlog vì đã ham chơi mà bỏ học. Vậy nên các bạn hãy cố gắng học hành và không bỏ học giữa chừng giống như các thành viên của team Thanh Nhã Vlog nhé. Câu 3, sau khi nghỉ học, Thanh Nhã đã làm công việc gì đầu tiên? Khi nghỉ học, Thanh Nhã đã đi làm thuê bốc vác và phụ hồ, nhưng tuổi nhỏ, sức khỏe không tốt nên anh đã phải chuyển sang bán vé lô tô và làm phục vụ nhà hàng cũng như rất nhiều các công việc khác, sau cùng mới quay về và bắt đầu làm YouTube. Câu 4, đến hiện tại, ngoài việc quay YouTube thì bạn có biết Thanh Nhã làm nghề gì hay không? Thời gian quay YouTube thì hiện tại anh ấy còn là thợ xăm hình nữa nha mọi người. Đây cũng là đam mê từ rất lâu của Thanh Nhã. Trước khi quay YouTube, Thanh Nhã đã từng học nghề xăm, nhưng sự nghiệp làm thợ xăm chỉ được 4 tháng thì Thanh Nhã đã phải dừng lại để chuyển sang công việc khác. Thế nhưng đam mê thì không bao giờ từ bỏ đúng không các bạn? Hiện tại anh ấy đã có thể vừa làm YouTuber, vừa theo đuổi đam mê của mình rồi. Câu 5, trước khi quay YouTube, cả team Thanh Nhã Vlog đã cùng nhau làm nghề gì? Team Thanh Nhã Vlog đã từng tham gia vào đoàn múa lân và diễn xiếc dưới sự dạy bảo của ba Khánh. Thế nhưng đây là nghề nghiệp nguy hiểm, có những tiết mục mũi giáo sắc nhọn đâm vào cổ họng, đâm vào chân, khiến cho ba mẹ của các bạn rất lo lắng và khóc thương con, ra sức ngăn cản và khuyên ngăn các bạn ấy bỏ nghề. Và để cho bố mẹ yên lòng nên các thành viên cũng lần lượt từ bỏ nghề múa lân và diễn xiếc. Mà suốt từ phần 1 đến phần 2, chúng mình vẫn chưa tìm hiểu về quê quán của các thành viên nhỏ. Bạn có biết team Thanh Nhã Vlog ở tỉnh thành nào hay không? Thành viên của Thanh Nhã Vlog sống tại Đồng Tháp, cũng là quê hương của Totti TV nè. Đúng là vùng đất có nhiều nhân tài nhỏ. Quê bạn ở đâu và có idol nào? Bình luận ngay khoe với các bạn trên khắp cả nước đang xem video nhé. Câu 7, vậy sau 2 năm cùng nhau cố gắng thì hiện tại team Thanh Nhã đã mang về thu nhập bao nhiêu một tháng từ YouTube, bạn biết không? Những thống kê từ YouTube thì hiện tại team Thanh Nhã Vlog mang thu nhập từ 100 triệu đến 500 triệu đồng một tháng. Đây là thu nhập ước tính chứ chưa phải là con số chính xác nha. Nhìn những con số siêu to khổng lồ từ nghề YouTuber thì có bạn nào ước mơ trở thành một YouTuber không nhở? Câu 8, trong số các bóng hồng của team Thanh Nhã Vlog cũng có một bóng hồng làm YouTuber. Bạn có biết đó là chị Ngọc Hân hay là chị Yến Trần hay không? Ngọc Hân là bông hồng của Thanh Nhã và cũng là một YouTuber với kênh YouTube có tên là Bánh Bao Mỡ Vlog và Bánh Bao Mỡ TV. Thế nhưng không may là kênh Bánh Bao Mỡ Vlog đã bị mất kênh khi vừa chạm vào cột mốc 100.000 subscribe. Hiện tại chị ấy chỉ up video trên kênh Bánh Bao Mỡ TV. Mọi người qua đăng ký kênh để ủng hộ chị Ngọc Hân nhé. Câu 9, ngoài làm YouTube thì các thành viên trong nhóm cũng có các công việc khác để kiếm thêm thu nhập. Đố bạn, anh Phúc hay là anh Toàn bán đồ ăn vặt? Toàn thường bán đồ ăn vặt và mỹ phẩm trong thời gian không quay YouTube. Các món đồ ăn vặt của anh Toàn cũng rất hấp dẫn như là bánh kem gấu, đậu phộng tỏi ớt, tôm cháy chả bông, nước sấy, khô gà lá chanh, rong biển cháy tỏi và rất nhiều các loại đồ ăn vặt khác. Ở đây đã có ai từng mua đồ ăn vặt từ idol của mình chưa? Mà không chỉ có anh Nhã xăm hình, anh Toàn bán đồ ăn vặt, còn có một thành viên nữa bán sầu riêng nha. Đố bạn đó là anh Phúc hay là anh Diệu? Cô đã lấy vợ và cùng vợ buôn bán xỉ lẻ sầu riêng trên toàn quốc đấy nha. Ai mê loại quả nặng mùi này thì nhanh tay order ngay vài quả từ idol Văn Phúc về nhấm nháp đi chứ còn gì nữa. Chị Kính thì không ăn được loại quả này, có ai giống chị không nhở? Bình luận cho chị thấy mình không cô đơn đi nào. Vừa rồi là 10 bí mật về team Thanh Nhã Vlog. Bạn còn muốn khám phá về idol nào thì nhanh tay bình luận để chị Kính làm video về idol của bạn nhé. Còn video ngày hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, like và subscribe kênh chị Kính Đố Vui nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!